Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Apanic. Mình là Cường, đây sẽ là nơi mình review về nước hoa và các câu chuyện xung quanh nó. Nếu bạn đang tìm kiếm một mùi hương sang trọng, muốn gây thiện cảm với người đối diện, tại sao lại không phải là Elysium chứ? Chỉ cần diện cho mình một bộ vest lịch lãm này, cùng với giày tây, cặp sách, bóng lộn thì đây chính là hình ảnh mà mình liên tưởng đến khi sử dụng mùi hương này. Elysium Collection là hương nước hoa nam được thương hiệu Zoja cho ra mắt vào năm 2017, xứng đáng đạt điểm 10 tuyệt đối về mặt ngoại hình. Đây thực sự được đánh giá là một sản phẩm dành cho các tín đồ nước hoa thực thụ. Và so với thiết kế của chai Elysium này thì cá nhân mình đánh giá là họ thiết kế thật sự là xuất sắc, vì các cái đường viền được bo rất là vuông vức, đều tăm tắp luôn. Đặc biệt là các cái phần chữ này, đây mình có cảm giác giống như là được mạ vàng lên vậy, và nó rất tinh xảo. Ngoài ra thì mọi người có thể nhìn cái phần nắp của nó này, cái phần nắp nặng trịch, hoàn toàn kiểu như hoàn toàn là kim loại luôn. Mình nhớ không nhầm là vào thời điểm năm 2020, hãng bắt đầu có bán ra ngoài những cái chai tester của cái dòng này mà nó không có nắp. Nên lúc đấy khách hàng mua cái này xong giá rẻ, nhưng mà về lúc trưng bày không có nắp để bày thì nhìn nó lại không được ưng mắt một chút nào cả. Nên thời điểm đấy nó cháy những cái nắp này, và họ phải đi mua lại với giá đến gần 1 triệu đồng một cái nắp này luôn. Nhưng công nhận là khi nó có cái nắp thì nó sang xịn và nó hoàn chỉnh hơn rất nhiều luôn. Chứ nó bỏ cái này đi thì đúng là giống như một phiên bản lỗi vậy. Mình thấy chỉ có một điểm trừ duy nhất đối với cá nhân mình thôi, là tất cả các cái chai của dòng Zoja này thì mình để ý là về sau khi mà mình cầm nắm nhiều, cái vân tay cộng với mồ hôi và quá trình thời gian thì nắp nó đều bị oxy hóa đi. Đấy là cái điểm trừ duy nhất đối với cá nhân mình về thiết kế của chai này. Còn bây giờ mình sẽ xịt để thẩm mùi trực tiếp cho mọi người, để cảm nhận về cái mùi hương này xem nó như thế nào nhé. Đây nó có cái mùi cam quýt này, nó lại đi kèm một chút gỗ, có một chút da thuộc cơ, hơi mặn mặn của vetiver với cả long diên hương. Cái hiệu ứng tạo hương mùi này thì thật sự là nó rất là khó tả. Mình có một cái cảm giác như nó mát mẻ nhưng mà nó có hơi vị mặn mặn của mùi muối, nhưng mà khi nó dry down xuống thì mình cảm nhận được cái mùi tiêu nó cay nhẹ nhẹ ở đầu sống mũi. Cái này nó làm cho mình có một cái cảm giác gần giống như đây là một sự kết hợp giữa Sauvage và Aventus vậy. Cá nhân mình ý, là một fan của nhóm hương Citrus cam chanh, và Elysium là một trong những chai mà mình đánh giá rất ổn ở trong cái nhóm hương này. Chai này có độ lưu hương là từ 7 cho đến 12 giờ, độ tỏa hương xa thì gần 2 mét, vì đặc biệt là trong thành phần của nó là có long diên hương. Chai này rất là phù hợp cho mọi người để sử dụng cả ngày và đêm, và cả 4 mùa, đi làm, đi chơi, công tác, họp hành và tiệc tùng cùng bạn bè thì cũng đều rất là phù hợp. Về giá bán thì đây là một chai nước hoa cao cấp nên giá sẽ không hề rẻ. Thì với hơn 6 triệu bạn sẽ có một cái chai với thiết kế siêu siêu đẹp, ngoài có thể sử dụng cho bản thân, các bạn cũng có thể xem như đây là một cái quà tặng cao cấp dành cho đối tác. Tổng kết lại, Elysium là một trong những chai nước hoa mà mình cảm nhận thấy ưng ý nhất trong thời gian gần đây khi mình sử dụng. Đây không phải là chai nước hoa độc đáo nhất, mạnh mẽ nhất, nhưng đây là một chai nước hoa rất là chất lượng. Chỉ khi bạn sở hữu và cầm nó trên tay, bạn mới thấy được sự xa xỉ của hãng nước hoa đắt nhất trên thế giới này. Đó là những nhận định cá nhân của mình, thì không biết mọi người có đánh giá gì về em nó, và mọi người đã có nó ở trong bộ sưu tập chưa? Hãy cùng comment và chia sẻ với mình ở dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Mọi người thấy hay nhớ subscribe và ủng hộ cho channel của mình nhé.